Sao trước giờ chúng tôi chưa từng thấy các cậu nhỉ? Các cậu là dân tị nạn phải không? Nghe đến tị nạn, thượng quan nhất lập tức làm ra vẻ đáng thương. Vâng, quê chúng cháu bị thiên tai. Ở đó chẳng có gì để ăn nữa. Để sống sót chúng cháu đành phải chạy đến đây. Như bác thấy đấy, bọn cháu còn trẻ, lại bị mất giấy tờ khi chạy nạn, nên cũng chẳng tìm được việc gì tử tế. Trước đây gia đình cũng có chút học thức, nên cũng biết chút chữ nghĩa, vẽ vời. Giờ chỉ còn cách làm mấy việc này để kiếm sống thôi ạ. Thượng quan nhất nói những lời này rất trôi chảy, như thể đó là trải nghiệm thật của bản thân vậy. Tên này nói dối mà chẳng chớp mắt luôn. Bà cụ thấy thương họ nên đã cho họ ở nhờ. Vậy là đã giải quyết được chỗ ở. Tình hình này chúng ta có cần báo cáo với sư phụ không? Chắc không cần đâu. Sư phụ chỉ bảo chúng ta canh chừng họ, không cho họ lộ thân phận tu sĩ, và không được dùng pháp khí thôi mà. Giờ họ đâu có vi phạm hai điều đó, nên chắc không cần báo cáo với sư phụ đâu. Mấy người này ở nhờ nhà bà cụ cũng đâu phải ở không. Vì còn trẻ nên có sức lực, nên sáng sớm họ đã chạy củi cho nhà người ta, đánh nước, quét dọn sân vườn sạch sẽ. Ôi, các cháu vất vả quá. Thật là những đứa trẻ ngoan, chỉ tội số phận khổ thôi. Bây giờ mới là ngày đầu tiên, họ cũng không thể cứ ở mãi nhà bà cụ được, nên họ lại ra ngoài bày sạn. Bây giờ họ bắt đầu giúp người ta viết thư, đọc thư giúp người ta, thậm chí còn dạy trẻ con học chữ nữa. Nên chỉ trong một buổi sáng, cái giỏ sau lưng họ đã đầy ắp thức ăn. Ô nhị nhã, tôi đã bảo mà, cái đầu tôi sao mà thông minh thế. Nhìn xem, nhiều đồ ăn thế này, dù chúng ta không làm gì nữa, cũng đủ sống qua 3 ngày rồi. Những người khác cũng rất vui vẻ, làm việc kiểu này nhàn hơn nhiều so với làm đám ma cho người ta. Mới có bao lâu mà, sao giờ họ lại nghèo đến mức này rồi? Ăn mặc thế này còn thua cả ăn mày. Mà dù không có tiền, họ vẫn có thể làm đám ma cho người ta chứ. Sao họ lại không làm đám ma nữa nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với việc tu luyện sao? Chiều tối, ô nhị nhã và nhóm của cô ấy vừa đi vừa cười đùa. Ngày hôm nay cứ thế trôi qua. Sư huynh Trường Lăng, thượng quan nhất không ngờ người trước mặt lại là Trường Lăng. Sư huynh Trường Lăng không phải ở Thiên Kiếm Môn sao? Sao lại ở đây? Ô nhị nhã thấy Trường Lăng liền biết là hỏng rồi. Chuyện họ giả làm ăn mày có lẽ sẽ bị truyền ra ngoài mất. Các sư đệ sư muội à, giờ cuộc sống của các ngươi khó khăn vậy sao? Thiên An Môn có chuyện gì lớn xảy ra à? Nếu có chuyện gì lớn, các ngươi cũng có thể nói với các môn phái khác mà. Mọi người đều có thể giúp đỡ lẫn nhau mà. Sống khổ cực thế này, các ngươi cũng vất vả lắm nhỉ. Nghe lời anh ta nói, ba người họ nhìn nhau, không biết phải nói sao. Sư huynh hiểu lầm rồi, chúng em không có chuyện gì lớn đâu. Đây là sự rèn luyện của sư phụ dành cho chúng em, để bảo chúng em cảm nhận cuộc sống phàm trần, trải nghiệm nỗi khổ của người đời. Người nói phàm nhân cần cù chịu khó, phẩm chất không sợ gian khổ là điều chúng em cần học hỏi, nên mời cho chúng em đến đây học tập. Trường Lăng có chút nghi ngờ về lời nói của anh ta, dù có học tập cũng đâu cần phải thế này chứ. Sư phụ các ngươi tàn nhẫn vậy sao? Bắt đệ tử già làm ăn mày để học tập, đúng là ăn mày mới trải nghiệm được nỗi khổ của nhân gian. Có lẽ là ta không hiểu được. Thiên Âm Môn danh tiếng lại bị phá hủy, nhà của sư phụ lại sụp đổ. Ô nhị nhã nhướng mày, chỉ thấy lời giải thích của thượng quan nhất càng lúc càng rối, lại còn kéo luôn cả sư phụ vào. Đúng là đệ tử mà, hại sư phụ mà không chút do dự. Nhưng Trường Lăng biết họ còn ở đây thêm 2 ngày nữa, nên cũng định ở lại cùng họ. Sư huynh Trường Lăng, nếu có việc thì cứ về trước, bọn em ở đây không có gì đâu, 2 ngày nữa thôi là xong mà. Anh cứ về Thiên Kiếm Môn trước đi, khi nào bọn em về sẽ tìm anh sau. Anh cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là đến gặp sư phụ bàn chút chuyện thôi. Muốn biết ai sẽ đi cùng các em vào bí cảnh, lúc đó mình có thể đi cùng nhau, đi chung sẽ an toàn hơn. Anh thấy trải nghiệm của các em cũng vui đấy, nên ở lại với các em thêm 2 ngày vậy. Thấy Trường Lăng thật sự không vội, nên họ cũng không ép nữa. Dù sao 2 ngày cũng qua nhanh thôi. Này, cậu thấy chưa? Cái gã kiếm tu của Thiên Kiếm Môn lại mặc đồ thô, đi viết chữ đổi tiền cho người ta kìa. Tôi biết họ nghèo, nhưng không ngờ họ lại nghèo đến mức này. Dù sao cũng là sư huynh đệ cả, lúc rảnh rỗi cũng nên giúp đỡ công việc của anh ta. Cuộc sống của họ khó khăn quá. Sư huynh à, nếu người khác thấy anh ở đây, họ có chê cười anh không? Thấy thì thấy chứ sao, bình thường họ chê cười ít lắm à. Mấy tay tu sĩ có tiền ấy, đứa nào chẳng coi thường bọn kiếm tu nghèo như chúng ta. Cứ làm như không nghe thấy là được. Ngày thứ 3 khi về, họ quên không thay lại đồ đệ tử. Hơn 20 người, họ bay đi trong bộ đồ vải thô. Ba chủ nhà chứa họ nhìn mà trợn tròn mắt. Trời ơi, thì ra là một nhóm tiên nhân ở nhà tôi. Nghe nói tiên nhân sẽ thỉnh thoảng xuống núi trải nghiệm cuộc sống. Không ngờ thật sự có chuyện như vậy. Tôi cứ thắc mắc sao mấy chàng trai này ở đây, mà vận may của tôi cũng tốt hơn. Ai ngờ lại là tiên nhân thật. Không xong rồi, không xong rồi. Có một đám tu sĩ mặc đồ vải thô đến Thiên Âm Môn của chúng ta, trông có vẻ hung hăng lắm. Chắc chẳng lành đâu. Chuyện này làm kinh động cả trưởng môn. Trưởng môn nghĩ lại, mình đâu có đắc tội với ai đâu nhỉ. Chẳng lẽ là mấy đứa danh con kia lại gây chuyện với ai bên ngoài à?
Điều đầu tiên trưởng môn nghĩ đến là hơn 20 người đó. 3 ngày qua, chúng nó lại gây họa gì nữa không? Rồi trưởng môn dẫn các trưởng lão ra cổng, thấy hơn 20 gương mặt quen thuộc. Xin ngất xỉu, các người có bị điên không hả? Vậy mà không biết thay đồ à? Đặc biệt là thấy thượng quan nhất đang cười hì hì, ông ấy chỉ muốn cởi giày ném vào mặt. Còn nữa, mấy bộ đồ rách dưới trên người các ngươi là cái gì vậy? Ta chỉ báo các ngươi mặc đồ vải thô thôi, đâu có bảo làm rách thế này. Mấy ngày qua các ngươi đi đâu làm gì vậy hả? Trong 3 ngày qua, vì không ai về báo cáo, nên ông ấy nghĩ 3 ngày đó trôi qua rất yên bình. Chúng con đã kiếm tiền trong 3 ngày đó bằng cách dựng một quầy nhỏ ngoài đường, viết chữ và vẽ tranh cho người ta để đổi lấy thức ăn. Còn về bộ quần áo rách dưới này, đây là ý tưởng của con và sư huynh thượng quan. Nếu chúng ta ăn mặc quá sạch sẽ gọn gàng, chắc chắn người ta sẽ không thương hại chúng ta, nên chúng con mới nghĩ ra cách này. Trưởng môn đừng nhìn bề ngoài bẩn thỉu của chúng con, thực ra 3 ngày qua chúng con sống khá tốt và cũng không gặp rắc rối gì. Thanh Phong trưởng lão tức đến nỗi thái dương giật giật. Cái gì mà mặc rách dưới để người ta thương hại các ngươi? Các ngươi mau vào trong cho ta, vào rồi sẽ xử lý các ngươi. Dù sao đang ở cổng, không tiện xử lý lắm, về rồi sẽ dạy dỗ bọn họ cho tử tế. Rõ ràng là chuyện đơn giản, lại làm cho mất mặt thế này. Nhà ai chưa đón con về, nhớ điểm danh lại, xem nhà nào chưa đón con về. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.